Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư của chúng ta vào bản tin ngày thứ sáu hàng tuần như vậy là chúng ta đã kết thúc hai phiên giao dịch đầu tiên của năm mới và đây là bản tin video đầu tiên của năm 2024 âm lịch của năm nhâm thìn chúng ta sẽ bắt đầu ở những cái công việc chuyên môn của chúng ta mỗi tuần sẽ có một bản tin được up lên ở trên kênh chứng khoán chiến binh điện tử có sóng còn uh, hùng nói sơ bộ qua một tí đối với các hùng lê chứng khoán thì hiện tại như các anh chị đã biết rồi hàng ngày thì hùng sẽ có một bản tin uh, cập nhật phân tích bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số vn30 chỉ số vn index và chỉ số phái sinh đồng thời thì ở trên kênh này thì hùng sẽ tập trung để chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu tiềm năng uh, một số các cái mã cổ phiếu mạnh một số các cái mã cổ phiếu tiềm năng và hùng sẽ liên tục review về mặt xu hướng kỹ thuật và trong những cái ngày nghỉ uh, giáp tết thì như vậy và trong ngày tết lễ tết nguyên đán thì hùng đã có phân tích mã cổ phiếu FPT, cổ phiếu VND, cổ phiếu HAH, cổ phiếu C2 và cổ phiếu BVH và có một mã cổ phiếu GVR thì hùng up ở trên kênh chứng khoán chiến binh đơn từ có sóng thì đó là một số <laughs> một số các cái mã cổ phiếu chiến lược và trong uh, trong ngày hôm nay thì hùng tiếp tục phân tích mã cổ phiếu bvh với uh, những cái tầm nhìn với những cái góc nhìn uh, về mặt kỹ thuật của cá nhân hùng lê chính vậy nên là các anh chị là ngoài cái việc mà chúng ta đăng ký kênh chứng khoán chiến binh đơn đừng có sóng thì các anh chị uh, search từ khóa hùng lê chứng khoán và uh, chúng ta đăng ký thêm kênh này để chúng ta cập nhật bộ ba tham số chung của thị trường đồng thời chúng ta cập nhật uh, các cái phân tích uh, các cái mã cổ phiếu đơn lẻ các anh chị và hùng chỉ tập trung mỗi một video hùng chỉ phân tích một mã cổ phiếu thôi để chúng ta có những cái góc nhìn tốt và tích cực về thị trường cũng như các cái góc nhìn về cổ phiếu để từ đó chúng ta sẽ có những cái 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 quyết định trong cái quá trình chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả nhất và cho nó tối ưu nhất. Thì bản tin phân tích nhận định thị trường tuần giao dịch từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 thì về cơ bản chúng ta sẽ có các phần như sau, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đánh giá phân tích bộ ba tham số chung của thị trường năm uh, phiên giao dịch gồm có 3 phiên giao dịch ở năm cũ và hai phiên giao dịch ở năm mới thì chúng ta gộp lại như vậy là chúng ta cũng thành một tuần giao dịch có 5 phiên. ở phần thứ hai thì chúng tiếp tục phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng uh, xu hướng tăng trưởng trong đó cổ phiếu trụ thì chúng sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu uh, <laughs> Mvng, uh, Vinamilk, uh, BVH, Mansan, Vich rồi bất động sản khu công nghiệp là một trong những cái nhóm ngành uh, được phân tích định hướng chiến lược cho năm 2024 sau đó thì chúng ta tiếp tục phân tích nhóm thép, nhóm đầu tư công, gồm có một số các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc ví dụ KSB, PLC, VCG, FCN, LCG, HHV. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích sóng uh, ngành bất động sản dân cư và đây cũng là một cái sóng ngành mà được uh, cá nhân đồng Lê phân tích định hướng cho năm 2024. Uh, nhóm ngành dầu khí thì tuần này tập trung uh, chúng ta phân tích mã cổ phiếu GAT đi và đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta như lần lượt vậy thôi, chúng ta cũng sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản. <laughs> Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông Lê vì vậy các anh chị nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và cân nhắc trước khi chúng ta áp dụng. À, chúng ta cần tham khảo thêm ở uh, nhiều các cái nguồn thông tin. Uh, làm sao đó để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất trong quá trình mà chúng ta đầu tư. Rồi, uh, phần thứ nhất thì ông Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường uh, trong ba uh, phiên giao dịch năm cũ và hai phiên giao dịch năm mới, tức là từ phiên giao dịch ngày mùng 5 đến ngày 16 tháng 2 thì về cơ bản là trước khi mà chúng ta kết thúc kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán thì chỉ số vn index của chúng ta đã có một cái lực kéo cực kỳ tốt và lực kéo này xuất phát từ nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán một số các mã cổ phiếu trụ đã giúp cho chỉ số vn index của chúng ta vượt qua vùng 1.200 điểm và hai phiên giao dịch của năm mới thì như vậy là chỉ số vn index tiếp tục hướng đến vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1210 đến vùng 1215 và cơ bản thì nó đang có những cái điểm tích lũy lại cơ bản là tích cực ở trên vùng 1.200 và với xu hướng hiện tại với động thái hiện tại như thế này thì khả năng uh, chúng ta có thể kỳ vọng trong tuần tới chỉ số VN Index của chúng ta sẽ uh, tiếp tục có những cái gáp tăng và những gáp tăng đó sẽ giúp cho chỉ số VN Index tiếp tục kéo về vùng 1215 đến vùng 1220. Khả năng khi về đến vùng này thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm rung lắc và những cái điểm rung lắc đó thì cá nhân ông Lê kỳ vọng là chỉ số VN Index sẽ quay trở về uh, biên 1205, sau đó 1200 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1195 tích lũy thành công ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, sau đó lực long quay trở lại thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục định hướng chỉ số VN-Index sẽ hướng về vùng 1215-1220 và đích đến tiếp theo ở trong cái nhịp của chúng ta đã có phân tích dự kiến đó là chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ về ở target 3, biên 125 đến vùng 1230 và khi nào mà chỉ số VN-Index của chúng ta bứt được vùng 1230 thì cái đầu sẽ tiếp tục phân tích về mặt xu hướng về chỉ số VN30. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái góc view từ phiên giao dịch ngày mùng 5 thì như vậy là chúng ta thấy rằng là VN30 của ta lần lượt công được các cái vùng cảng kỹ thuật và điểm nhấn kỹ thuật ở đây đó là đến thời điểm hiện tại thì chỉ số VN30 đã vươn để vươn đến một cái target 3. Đó là vùng 125 đến vùng 1230. Đây các anh chị. Đó, trong phiên giao dịch của ngày 16 15 và ngày 16 tháng 2. Thì các cái nội dung phân tích ngắn thì cũng đã truyền tải rồi. Về cơ bản là khả năng sau cái sau sau hai ngày nghỉ, nghỉ uh, cuối tuần và chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần giao dịch mới thì chỉ số vn30 xu hướng sẽ tiếp tục tiệm cận đến vùng hai ba mươi trong trường hợp khi tiếp cận đến vùng này thì khả năng nó sẽ có những cái điểm lắc nhẹ lại và vùng một hai một bảy một hai một một hai năm một hai trở thành các cái biên ở uh, các cái biên vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ là đắc lực và cực kỳ là quan trọng đặc biệt là biên 1.200 điểm đến vùng 1205 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực các anh chị nhá. Đó, test tích hiệu thành công ở những biên này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng uh, target kỹ thuật tuần của chỉ số VN30 hướng về vùng 1225 đến vùng 1230. Sau đó uh, nếu như uh, chúng ta nhìn thấy được các cái tín hiệu kỹ thuật khi chỉ số VN30 đánh vượt thoát vùng 1230 thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target kỹ thuật tuần của chỉ số này lên ở quanh vùng 1240, 1245 và vùng 1250 bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh VN30F1M và chỉ số phái sinh cũng là một cái chỉ báo cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta có những cái việc mà định lượng về mặt xu hướng của thị trường cơ sở các anh chị. Thì ở đây từ phiên giao dịch ngày mùng 5 thì như các anh chị nắm được rồi, chỉ số phái sinh sau khi mà tích lũy tương đối tích cực thành công ở vùng 1180 đến vùng 1185 thì chỉ số phái sinh lần lượt công về các cái vùng cảng kỹ thuật đó, về được vùng 1200 điểm. Sau đó từ vùng 1200 điểm này thì chúng ta bắt đầu có những cái điểm gì ạ? Điểm test kỹ thuật quay trở lại và chúng ta nâng cái target kỹ thuật lên vùng 1215. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target kỹ thuật lên vùng 1225 đến vùng 1230. Và đến thời điểm hiện tại, chính thức là chỉ số VN30F1M hay còn gọi là chỉ số phá sinh kết thúc um, hai phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, uh, chỉ số này đã chính thức vượt qua vùng 1230 điểm. Đóng cửa ở vùng 1232 với xu hướng hiện tại tương đối là tích cực với đà này thì như vậy là có thể là có sẽ có gáp tăng luôn thì đối với chỉ số phái sinh tùy có thể là nó sẽ kéo lên ở vùng 1240 hai bốn mươi rồi nó mới chỉnh cung hoặc là nó sẽ chỉnh cung trước và kéo sau thì các cái vùng chỉnh cung mục tiêu thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng một hai năm một hai mươi điểm sâu hơn điểm sâu hơn trong góc độ phân tích kỹ thuật tuần và góc nhìn tuần thì cũng vẫn đánh giá rằng vùng một hai trăm đến vùng một hai năm sẽ trở thành một cái biên hỗ trợ cực kỳ đắc lực và quan trọng để giúp cho chỉ số phái sinh <laughs> tiếp tục tích lũy thành công ở vùng này và mục tiêu thì cũng không có gì thay đổi cả sau khi trong trường hợp nếu chỉnh về vùng 1.200 đến 1205 thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại ở hướng lại cái vùng cảng kỹ thuật ở đây đó chính là vùng 1225 đến vùng 12 uh, à, 1230. Còn trong trường hợp nếu như thị trường chỉ chỉnh cung về khoảng quanh biên ở à, 1215 đến vùng 1220 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng cái target kỹ thuật của chỉ số phá sinh lên vùng 1240 đến vùng 1250. Và các anh chị yên tâm là mỗi một ngày các anh chị ờ uh, Hùng lưu ý lại là mỗi một ngày thì Hùng sẽ có một video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường để up lên uh, trên kênh để cho các anh chị em của chúng ta uh, tiện theo dõi bởi vì trong những cái diễn biến mà chúng ta phân tích ở trong một tuần đó thì nó tương đối là dài và thị trường của chúng ta luôn luôn vận động, cổ phiếu luôn luôn vận động và mọi thứ nó luôn luôn biến đổi. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần các cái dữ liệu trực tuyến, dữ liệu real time để chúng ta cập nhật về mặt xu hướng và ngoài những cái công cụ mà các cái bản tin tuần thì hùng Lê còn hỗ trợ nhà đầu tư uh, theo những góc độ phân tích tại uh, các cái room uh, room cộng đồng các anh chị, các room cộng đồng thì như vậy lòng cũng <laughs> trực tiếp phân tích và khi nào mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, an toàn hoặc là cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực như vậy là chúng ta sẽ uh, ngay lập tức là chúng ta sẽ có những cái uh, phân tích uh, ngay lập tức tại thời điểm đó để như vậy là anh chị em của chúng ta có được những cái hành động sớm nhất, có được những cái quyết sách sớm nhất và tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok, và nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. À, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung thứ hai, chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu nhóm trụ thì trong nhóm trụ thì cũng đã lọc ra một số các mã cổ phiếu cơ bản để phân tích và giới thiệu với anh chị em nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Cổ phiếu MVDG từ phiên giao dịch ngày mùng 5 thì Nhung đã có phân tích ở đây, vùng cả kỹ thuật của nó là khoảng quanh vùng 47.5 đến khoảng vùng 48. Và sau khi mà cổ phiếu này bắt đầu tiệm cận lên đến vùng này thì như vậy nó bắt đầu có một cái gì ở à, Một cái lực chỉnh cung và hiện tại thì xu hướng chỉnh cung thì nó lại quay trở về à, quay trở về cái điểm ở đây đó là điểm 45.7 đến khoảng vùng 46 các anh chị ở đây này chính là cái điểm hỗ trợ mà chúng ta có dự báo là gì cổ phiếu mà bản thân là sau khi mà nó kéo ở trong tháng 10, tháng 1 đúng không ạ thì đây thì chúng ta có kẻ cái đường line ngang đó là vùng 46 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu mà với xu hướng hiện tại tuần tới khả năng vùng 45 7 đến vùng sáu tiếp tục có những cái biển có những cái điểm tích lũy ở đây và các anh chị có thể thu gom thêm vị thế mục tiêu chúng ta vẫn tiếp tục hướng về vùng 47.5 48 và khi nào mà cổ phiếu break được cái vùng 48 thì như vậy ông sẽ tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật của cổ phiếu MVDG lên khoảng quanh vùng 51 các anh chị 51 MSN cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị cầm dài và đánh dài và xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này thì ông vừa phân tích ở trên trạc kỹ thuật 15 để chúng ta có những cái điểm vào ngắn, điểm ra ngắn và đồng thời hùng phân tích ở trên chạc kỹ thuật tuần và chạc kỹ thuật ngày để như vậy chúng ta ngắm được một những cái trang kỹ thuật về cơ bản rất là là là, là dài đối với mã cổ phiếu MSN. Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật hùng đã có dự kiến là trong tuần thì sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 65. Đây các anh chị nhá. Đó, thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu tích lũy ở bên này. Và đến phiên ngày 15 16 thì cổ phiếu bắt đầu có những cái bước vượt thoát lên và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lại ở vùng 66.5 đến khoảng quanh vùng 67. 67.5. Trong trường hợp vượt được cái vùng 67.5 thì như vậy chúng ta sẽ hướng lên vùng 68.5 đến khoảng quanh vùng 69. Tuần tới xu hướng trả cung và test tích lũy lại, khả năng nó chỉ trả lại ở khoảng quanh vùng 65.7. Đây sẽ là biên tích lũy sideways và các anh chị có thể gia tăng thêm vị thế ở vùng này. Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu được uh, ủng phân tích lọc ra ở trong nhóm trụ ở trong thời gian vừa qua và đối với mã cổ phiếu Vinamilk thì Nhung đã có phân tích ở đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 67 và mục tiêu ở trong tuần thì sẽ hướng lên vùng 68.5 và các anh chị để ý là gì? Chúng ta thấy rằng là Vinamilk đã có một cái nhịp test cung chỉnh nền khá là tích cực và trong các cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có phân tích một cái vùng sâu hơn vùng sâu hơn đó là vùng 66.6 đến khoảng vùng 66.8 các anh chị cứ xem lại các bản tin phân tích của cá nhân Hùng Lê từ những cái phiên khoảng ngày 17 đây này ngày 17 cho ngày ngày 17 tháng 1 đấy và bắt đầu chúng ta bắt đầu là đi sang tháng 2 đúng không ạ à, chúng ta đã có một cái hành trình phân tích rất là dài đối với mã cổ phiếu uh, Vinamilk và uh, sau khi mà cổ phiếu tích lũy thành công ở quanh vùng 67 thì chúng ta ngắm mục tiêu vùng 68.5 và ở đây các anh chị trong phiên giao dịch ngày 16, phiên ngày hôm nay, Vinamilk có xuất hiện một cái lực cầu cực tốt và đã giúp cây đến giờ đầu tiên thì đã giúp cho cổ phiếu này vượt thoát vùng 68.5. Sau đó nó tiếp tục vượt thoát vùng 69.5 và đang hướng về ở cái target tiếp theo vùng cả kỹ thuật tiếp theo ở vùng 70.5 trên các độ kỹ thuật tuần tới dự kiến Vinamilk sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 69.5 điểm test sâu hơn thì có thể là vùng 69 hoặc vùng 68.5 kỳ vọng test tích lũy thành công ở ba điểm này mục tiêu là break vùng 70 hướng lên cảng kỹ thuật 71 và khi nào mà cổ phiếu Vinamilk vượt cái target ở vùng 71 thì các em sẽ tiếp tục phân tích các cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu BVH là một mã cổ phiếu được lọc ra và khuyến nghị ở trong thời gian gần, tức là trụ này là trụ mới vừa mới được phân tích. Và những cái điểm phân tích của mã cổ phiếu BVH của cá nhân Hùng Lê đã phân tích cho các anh chị thì đâu đó các anh chị có thể xem lại những cái bản tin ở vùng 40.8 đến vùng 41 và đây Hùng sẽ view lại cho các anh chị ví dụ mã cổ phiếu BVH đây nếu không nhầm là ngày 16 tháng 1 đó ở phiên 16 tháng 1 thì ở đây các anh chị nhìn cái hình ảnh của cổ phiếu BVH tại cái thời điểm phân tích đây thì sau khi mà cổ phiếu BVH kéo lên đó thì dự báo là gì nó sẽ có xu hướng quay trở về cái đường lai ngang này và cái đường lai ngang này chính là cái biên 40.5 đến vùng 40.75 thì nó sẽ đối ứng sang bên đây các anh chị nó sẽ đối ứng sang bên đây đấy chính là cái đường lai này đó, sau khi mà nó kéo lên, đó, nó kéo lên thì nó sẽ có xu hướng quay trở về chỉnh cung, đó, nó sẽ có, có xu hướng quay trở về chỉnh cung, đây, đấy, khi nó kéo lên thì nó sẽ có những cái xu hướng quay trở về chỉnh cung và uh, nó tích lũy uh, thành công, và nó tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục gì, uh, gia tăng thêm các cái vị thế kỹ thuật của cổ phiếu uh, BVH và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 16, ngày 16 tháng 2, tức là cái thời điểm mình phân tích là ngày 16 tháng 1 các anh chị, đấy, <laughs> 16 tháng 1, đó. 16, 17 tháng 1 đây này. Thì uh, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái hành trình để chúng ta thu gom thêm các cái vị thế khá là tích cực. Đó. Và đến phía này thì uh, cơ bản là BVH đã chính thức đạt được cái mốc target kỹ thuật tuần ở vùng 41.8 và hướng lên tiếp theo cái cản 42.5 đến vùng 43. Ở đây là vùng cản kỹ thuật cho nên khả năng tuần tới cổ phiếu BVH sẽ có những cái điểm chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 4.8 đến vùng 42 đây sẽ là những cái cơ hội để các tài khoản chúng ta đang cầm mã cổ phiếu BBH tiếp tục thu gom mục tiêu ở trong ngắn hạn BBH sẽ break cái vùng cản 43 để hướng về vùng 43.5 và tại cái vùng 43.5 thì như vậy ông sẽ tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng kỹ thuật ở cổ phiếu VIX cũng được lọc ra phân tích ở trong nhịp này thì đối với VIX trong tuần thì cũng có dự báo là gì khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở về biên chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng vùng 41.7 đến khoảng quanh vùng 42. Đây đây anh chị nhá, 41.7 vùng 42. Thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 5 và ngày 6, ngày 7, thậm chí ngày 7 nữa thì như vậy là à, cổ phiếu Vix có một cái sự tích lũy chỉnh cung ở biên hỗ trợ và nó cũng hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu đầu tiên đó là vùng 42.8. À, trong phiên giao dịch ngày 15 thì nó đã đánh lên vùng 42.8 và trong phiên ngày 16 thì như vậy là cây đến giờ đầu tiên của cổ phiếu Vix nó đánh tích cực và nó đã kéo được qua tiếp theo ở cái cản 43.2 và tiếp tục vươn lên ở vùng 43.8 đến vùng 44 tức là một cái sức đánh cực kỳ khỏe trong phiên giao dịch ngày 16 sự kiến uh, khi nó kéo qua vùng 43.2 thì khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở lại ở vùng này tức là vùng 43.2 đến vùng 43.4 khả năng sẽ là cái biên mà cổ phiếu VIX sẽ quay trở về chỉnh cung tích lũy và sau khi tích lũy thành công thì mục tiêu không có gì thay đổi cả chúng ta sẽ hướng đến cả kỹ thuật 44.5 và xa hơn sẽ là vùng 45 Đó sẽ là cái target mục tiêu Vinhome là một con gà đẻ trứng vàng Của họ nhà vick Và nó là một mã cổ phiếu gọi là mang tầm cỡ Đấy Và Hùng cũng hiểu vì sao là trong cái thời gian vừa qua Thì tạo lập họ chưa đánh cổ phiếu này Tuy nhiên Ở góc độ uh, nhìn nhận Ở góc độ trung và dài hạn Thì đối với Vinhome Ở khoảng quanh biên Ở khoảng quanh biên Nếu Hùng nhớ không nhầm Thì Hùng sẽ soi lại bên này cho các anh chị một tí Vinhome VHM trên trà kỹ thuật ngày thì ông để nắm lại đó Vinhome thì ở khoảng quanh nếu ông nhầm ông đã có phân tích một cái vùng của khoảng quanh vùng 39 38 39 đến vùng 40 đây là vùng mà khả năng Vinhome sẽ tiếp tục sideways tích lũy và ở đây khả năng nó sẽ hình thành một cái đáy trong thời điểm ngắn hạn và ông đang kỳ vọng một cái góc độ là gì từ cái điểm này thì Vinhome sẽ bắt đầu ở có một cái điểm rút chân và À, đánh quay trở về tiệm cận lại ở khoảng quanh vùng 60 đến vùng 65 tức là từ vùng 40 mà lên vùng 60 là chúng ta có một cái upside khoảng tầm độ 50 phần trăm các anh chị và đó là một cái upside rất là happy và rất là hạnh phúc đúng không ạ thì ở đây viên hôm tuần tới dự báo ở vùng 42.4 khả năng sẽ quay trở về vùng 42.4 điểm sâu hơn thì nó sẽ quay trở về vùng 41.8 đến vùng 42 à, nó cũng chỉ dự báo nó cũng chỉ chỉnh cung ở một trong hai điểm này thôi mục tiêu của Vinhome sẽ break vùng 43 và hướng đến cảng kỹ thuật ở vùng 44. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì đối với nhóm ngành này, các anh chị lưu ý là một trong những cái nhóm ngành mà được cá nhân Hùng Lê định hướng về mặt đường dài, định hướng về mặt chiến lược của năm 2024 và trong những năm tiếp theo. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam đang hội nhập với các cái nền kinh tế rất là lớn và hội nhập cách sâu rộng, hội nhập cách chủ động ở uh, nền uh, với các cái nền kinh tế lớn ví dụ trung quốc ví dụ như mỹ ví dụ như nhật hàn rồi australia rồi uh, các cái nước ở đông nam á vân vân thì đó sẽ là những cái cơ hội rất lớn để uh, chúng ta tiếp tục thu hút thu hút cái vốn đầu tư nước ngoài fdi tiếp tục đổ vào việt nam với một cái nền chính trị tương đối ổn định uh, các cái cơ chế chính sách của chính phủ thì ngày càng hấp dẫn đó và uh, tạo những cái tiền đề rất là quan trọng để chúng ta hút được uh, các doanh nghiệp nước ngoài quay trở vào Việt Nam ở quay trở về Việt Nam để đầu tư thì đó sẽ là những cái tiền đề rất quan trọng để giúp cho nhóm ngành bất động sản khu khu nghiệp tiếp tục có những cái sự phát triển ở trong tương lai. Cổ phiếu KBC chúng ta có dự báo trên bản tin phân tích tuần dự báo là gì? Vùng 31 hoặc điểm sâu hơn chỉ cung hơn sẽ là vùng 30.6 sẽ quay trở về test cung chỉnh nền và các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 5, ngày 6, ngày 7 thì như vậy là cổ phiếu KBC test khá sát đến vùng 31 và đồng thời thì nó cũng hoàn thành được cái target mục tiêu trong ngắn hạn ở vùng 31.8 đến vùng 32. Trong phiên giao dịch ngày 16 và hiện tại thì nó lại bắt đầu có xu hướng chỉnh cung. Tuần tới sẽ ở khoảng vùng 30.8, vùng 31 và vùng 31.2. Đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và dự báo cổ phiếu chỉnh cung tiếp lũy thành công, mục tiêu sẽ công lên vùng 32 đến vùng 32.5 à 33 các anh chị, 33. 32.5 mục tiêu là sẽ công cản kỹ thuật vùng 32.5 đến vùng 33 ITA là một mã cổ phiếu cũng thuộc họ nhà anh Tâm và đối với mã cổ phiếu này thì dự báo sẽ có những cái sóng tương đối ổn định và sóng của ITA khi đã đánh là nhân tài khoản các anh chị không có biểu đánh lèm bèm thì trong cái thời điểm trước đây một vài tuần giao dịch trước đây thì cũng đã có phân tích ở vùng 6.1 6.2. Mục tiêu thì công lên vùng 6.7 và trước Tết thì nó đã đạt được cái target khoảng 6.72 và sau đó nó bắt đầu chỉnh cung. Dự báo cái điểm chỉnh cung thì dự báo là chỉnh về vùng 6.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 6.4 và trong tuần thì nó chỉnh hơi sâu, nó chỉnh về vùng 6.3. Nhưng ít nhất là nó cũng đã kịp phục hồi các anh chị nó cũng đã kịp phục hồi lên vùng 6.48. 648 Dự báo tuần tới có thể nó sẽ quay trở lại vùng 6.4 hoặc điểm sâu hơn nó sẽ quay trở lại test vùng hỗ trợ kỹ thuật 6.3. Và mục tiêu ở trong nhịp này chúng ta tiếp tục hướng về vùng cảng kỹ thuật 6.7 đến khoảng vùng 6.8 và khi nào bứt được vùng 6.8 thì chúng sẽ tiếp tục phân tích. SSC cũng là một mã cổ phiếu uh, cơ bản tốt và được phân tích định hướng ở sóng dài. Uh, về mặt kỹ thuật thì dự báo SSC quay trở về chỉnh cung ở vùng 40.8 đến khoảng vùng 41. Đây anh chị nhé thì trong tuần thì những cái phiên giao dịch đầu tiên thì như vậy là SSC có những cái điểm đẩy lên và target tuần thì cũng có đề cập đến ở vùng 44 đến vùng 45 thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày 16 thì như vậy SSC đạt được target 45 trên 45. Đồng thời thì nó cũng đã có những cái vùng test kỹ thuật tương đối tích cực ở vùng 40 này vùng 40.5 đến vùng 41 tức là chúng ta có ba ba cái điểm ba cái mốc dự báo thì về cơ bản ở trong tuần kể cả cái cây nến này là cây nến giờ có thời điểm nó qua vùng 40 nhưng đóng đóng nến thì nó vẫn rút lên ở, trên vùng 41 như vậy đó là gì à, như vậy là chúng ta dự báo ở cái điểm này cũng là tương đối sát về mặt xu hướng sẽ dự kiến tuần tới ở biên 40.5, 41 tiếp tục gì quay trở về test công chỉnh nền mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về cả cái tuần 44, 45. Trong trường hợp nếu như chỉ số à, cổ phiếu này bứt được qua vùng 45 thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về à, một cái target tiếp theo đó là vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47. IDC cũng là một mã cổ phiếu được lọc ra ở trong nhóm này à, phân tích và giới thiệu đối với các anh chị em nhà đầu tư. Thì ông có dự kiến vùng chỉnh cung mục tiêu đó là vùng 54.5 54, 54 và điểm sâu hơn ở đây đó là vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 thì trong tuần về cơ bản là chúng ta có một cây nến giờ ở phiên giao dịch ngày 5 ờ uh, test lại ở biên 54.5 và về cơ bản thì biên 54.5 đến vùng 55 đã có cái sự tích lũy tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 5 và ngày 6. Mục tiêu thì chúng ta đang hướng về uh, vùng cả kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 58 đến vùng 60 và trong tuần và bản thân ở trong phiên ngày hôm nay thì nó đi được khoảng đến vùng 57.5 và <laughs> nó không đủ động lực chính vì vậy nên các cây nến giờ sau đó thì nó uh, cơ bản nó sideways ở trong một biên hẹp sự báo xu hướng kỹ thuật đã trong tuần tới vùng 55.6 đến khoảng vùng 56 cổ phiếu nó sẽ quay trở về chỉnh cung kỹ thuật hoặc là điểm sâu hơn thì cũng có thể là gì nó sẽ test lại ở biên 54.5 đến khoảng vùng 55 test uh, test linh tinh thành công ở các cái biên hỗ trợ kỹ thuật này thì mục tiêu hùng vẫn để nguyên như vậy thôi ở uh, ta các kỹ thuật ở vùng 58 điểm xa hơn sẽ là vùng 60 đó là ở các vùng target mục tiêu mà chúng ta sẽ dự báo đối với mã cổ phiếu này VGC VGC ở đây các anh chị VGC chúng ta dự báo một cái điểm chỉnh ở khoảng vùng 53.4 và điểm chỉnh 2 ở vùng 52.5 thì về cơ bản là trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là vùng hỗ trợ kỹ thuật 52.5 đã phát huy cơ bản là phát huy tác dụng còn cái điểm tăng của tăng tăng mục tiêu của cổ phiếu VGC ở trong tuần vừa qua thì nó không có Tức là mục tiêu là hướng về vùng 54. Đến khoảng vùng 55 nhưng mà về cơ bản là nó chỉ đạt được khoảng vùng 53.5 thôi. À, tuy nhiên là à, với cái động động thái kết tuần. Với động thái kết tuần thì chúng ta thấy rằng là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 52.5 vẫn à, đang có những cái tác dụng nhất định và như vậy tuần tới thì có thể là vùng 52.5 52.7 cổ phiếu có thể quay trở về chỉnh cung. Mục tiêu đó và sau đó lực cầu ổn định Mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng về vùng 54 đến khoảng vùng 54.5 Cổ phiếu TIP TIP cũng là một cái mã cổ phiếu được lọc ra, phân tích, khuyến nghị Thì đối với thời điểm hiện tại à, Sau một cái giai đoạn mà TIP đẩy tương đối mạnh, tích cực ở phía trước Thì như vậy là chúng ta bắt đầu gặp phải một cái vùng cảng kỹ thuật mạnh của cổ phiếu TIP Ở vùng 26.5 đến vùng 27 Và cái quá trình mà khi mà cổ phiếu đẩy lên đó, thì chúng ta thấy rằng là ở đây ở vùng 24.5 đến khoảng vùng 24.7 thì cũng đã có phân tích các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và điểm về đến đây thì cổ phiếu bắt đầu có nhịp đẩy lên về đến đây đẩy lên và trong uh, trong tuần vừa qua từ phiên ngày 5 đến ngày 16 thì chúng ta thấy rằng là tiếp cũng đang tích lũy tích cực ở trên vùng 24.5 đến vùng 24.6 mục tiêu uh, mục tiêu đối với tiếp thì vẫn tiếp tục gì vẫn tiếp tục đánh giá về mặt thiên hướng kỹ thuật cổ phiếu sẽ tiếp tục hướng về vùng cả kỹ thuật 26.5 sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 26.5 đến khoảng quanh vùng 27 và về đến đây thì đây là vùng cản nên là các anh chị chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt một phần nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với thép ở trong tuần vừa qua thì về cơ bản là nó cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật thành công và đồng thời nó cũng công được những cái vùng cản ngắn hạn <laughs> cổ phiếu HPG dự kiến vùng chỉnh cũng mục tiêu ở khoảng quanh vùng 27.6 đến khoảng vùng 27.7 và trên thực tế thì cổ phiếu này chỉ tích lũy ở khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 28.1 thôi. Và sau khi nó tích lũy thành công ở phiên giao dịch của ngày 5 và ngày 6 thì như vậy là cổ phiếu cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 28.5 và cây nến giờ kỳ vọng xuất hiện, đó chính là cây nến giờ mà đẩy gì ạ? Cổ phiếu đẩy vượt thoát vùng hạ 28.5 và sau khi mà có một cái cây nến giờ đẩy tương đối mạnh ở đầu phiên của phiên ngày 15 thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu có xu hướng gì ạ quay trở về chỉnh cung và phiên giao dịch của ngày 16 thì về cơ bản là nó sideways ở trong một biên hẹp dự báo tuần tới ở vùng 28.5 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 28.3 cổ phiếu HPG sẽ quay trở về chỉnh cung tích lũy và tích thành công mục tiêu sẽ hướng về cản kỹ thuật 29 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 <laughs> Ở cổ phiếu NKG dự kiến biên chỉnh cung mục tiêu là vùng 23.8 đến vùng 24 và trên thực tế thì cổ phiếu này chỉ chỉnh về ở vùng 24.2. Nó tích lũy ở trong phiên giao dịch ngày 5 và ngày 6, sau đó thì nó cũng đã tiếp tục hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu, vùng đề ra ở đây là vùng 25. Và sau khi đạt được vùng giá mục tiêu này thì cổ phiếu bắt đầu có xu hướng chỉnh cung như vậy tuần tới ở biên dự kiến chỉnh quay trở về đó là sẽ là vùng 24.2 đến khoảng vùng 24.4 test tiếp lũy thành công vùng này mục tiêu sẽ là vùng 25 và khỏe hơn thì sẽ ngắm lên khoảng vùng 25.4 cổ phiếu HSG vùng chỉnh quốc mục tiêu dự kiến ở vùng 22.6 đến vùng 22.8 và thực tế thì nó đi sát ở biên 23 và tuần này thì về cơ bản hoa, hoa sen cũng đã có một cái nhịp đánh tốt đó là gì cổ phiếu đã vượt thoát được cái vùng dự kiến mục tiêu ở vùng 23.4 đến khoảng vùng 23.5 và cây đến giờ của phiên giao dịch ngày 15 thì cổ phiếu đã vượt thoát qua và thậm chí có thời điểm là suy soát tí nữa thì như vậy là hoa sen vươn lên được đến cái vùng cản kỹ thuật 24 trên góc độ kỹ thuật thì hai phiên ngày 15 16 cổ phiếu bắt đầu chỉnh cung sideways tích lũy trở lại như vậy tuần tới vùng 23 đến khoảng vùng 23.2 <laughs> sẽ là biên chỉnh công mục tiêu ở tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu không có gì thay đổi cả chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cả tuần 23.5 và đích đến xa hơn sẽ là vùng 24 đến khoảng vùng 24.2 VGS đánh tích cực và đối với mã cổ phiếu này thì có biên và các anh chị có gọi là tận dụng T0 T1 thì nó cực kỳ là hay đây trong tuần và bản tin phân tích tuần thì cũng đã có dự báo là gì Cổ phiếu VGS sẽ có xu hướng quay trở về vùng 21.8 đến vùng 22 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.6 Và các anh chị để ý là phiên giao dịch của ngày 5 và ngày 6 Cổ phiếu bắt đầu có cái xu hướng test tích lũy thành công Và đây là một cây nến giờ bắt đầu Cây nến giờ thành công khi mà giá được đẩy vượt thoát lên vùng 22.2 Và kể từ đó thì chúng ta bắt đầu có một lực đánh cực kỳ rát Và đặc biệt là trong phiên giao dịch của ngày 15 đó, Cây nến giờ đầu tiên của ngày 15 và sau khi mà nó đánh lên uh, vượt qua vùng 23 thì như vậy là xu hướng hiện tại thì cổ phiếu bắt đầu có cái gì ạ nó sẽ trả cung các anh chị nó cứ bình tĩnh đi đâu mà vội mà vàng đúng không ạ nó sẽ trả về dự kiến tuần tới sẽ khoảng quanh vùng 22.6 22.6 hoặc vùng 2.7 nói chung là 22.6 cộng trừ 0.1 các anh chị thường thường thì cũng sẽ 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 đạt một cái đường line như thế này và chúng ta sẽ lấy tất nhiên là hùng không thể dự báo một cách chính xác là nó về đến đâu cả hùng chỉ dự báo được cái vùng thôi áng áng cái vùng khoảng khoảng các anh chị khoảng khoảng đó mà áng áng được cái vùng khoảng khoảng là cũng ngon rồi đấy nhá ngon lắm đấy nhá không phải đơn giản đâu ví dụ như là trong uh, trong bản tin tuần uh, bản bản tin phân tích tuần cuối cùng đúng không ạ thì mình có dự báo là vùng 21.6 này vùng 21.8 vùng 22 tức là khoảng khoảng vùng này và các anh chị lựa lựa ở vùng này thì đương nhiên chúng ta có lợi nhuận đó rồi sau đó thì vùng 23, 23 cộng này các anh chị chốt bớt đi và tuần tới thì chúng ta là khoảng khoảng 22.6 cộng trừ 0.1 đó tiếp tục hướng về target mục tiêu vùng 24 đến khoảng vùng 24.2 các anh chị thông cảm một tí là hùng đang bị viêm họng nên là nói thỉnh thoảng nó rát và nó 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 ho các anh chị nó ho rất cố gắng để truyền tải những cái nội dung rất là quan trọng đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư với những cái mong muốn là cung cấp cho anh chị những góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất đơn giản thì có như vậy thôi chúng ta không cho nhau được tiền bạc chúng ta cho nhau những cái cơ hội, đó là một cái điều theo quan điểm của ông, rất là tốt và rất là nhân văn. ở cổ phiếu TLH ở vùng 7.95 đến vùng 8, đó, tức là vùng án khoảng chỉnh cũng về vùng này và vùng cả mục tiêu nó là vùng 8.2. Thì như vậy là tuần này về đến vùng 8.2 và nó chỉnh cũng luôn. Đấy. Thì như vậy từ đây lên đến đây là 3% đó các anh chị này. Đó. Rồi sau đó thì tuần tới là dự kiến là ông sẽ dự kiến ở vùng 8.05 đến 8.1. Nó sẽ quay trở về chỉ có vùng này, đây là vùng chỉ cũng mục tiêu à lựa lựa mua ở vùng này và hướng về vùng cản tiếp theo đó là vùng 835 đến 8.4, chúng ta này làm 3% nữa. Tức là nhịp này 3%, nhịp sau 3% là 6%. 6% là tương đương với lại tỷ suất lợi uh, nhuận chúng ta gửi ngân hàng trong 1 năm. Các anh chị, trong một năm bây giờ đâu đó không không được 6% đâu đâu đó được khoảng tầm 5 năm phần trăm là mắc ở đấy bên một số các cái ngân hàng thương mại cổ phần thì còn ngân hàng nhà nước thì bây giờ lợi nhuận trong một năm mà không được như vậy đâu như vậy thì chúng ta chỉ cần tối ưu hóa thôi đó hai nhịp của chúng ta đủ coi như là uh, bỏ tiền vào ngân hàng một năm rồi đấy chúng ta đâu có phải vội vàng cái gì đúng không ạ rất là ok rồi ngành đầu tư công sẽ là một trong những nhóm ngành chiến lược của năm 2024 tiếp tục định hướng sóng ngành đầu tư công Vậy thì những cái mã cổ phiếu của ngành này gồm có những mã cổ phiếu nào thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt phân tích. Cổ phiếu KSB dự kiến, biết dự kiến là vùng 20 vùng <laughs> đã có dự kiến chỉnh cung ở đây là vùng 28.8 để khoảng quanh vùng 29 nhá. Đó, thì các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch của ngày 5 ngày 6 là thậm chí đến ngày 7 cổ phiếu vẫn tiếp tục có những điểm chỉnh cung này trước khi mà nó bắt đầu có một cái lực vượt thoát đi lên. Ta ghét cản kỹ thuật ở vùng 20 à, 30.3 đến khoảng vùng 30.5 và trong tuần vừa qua thì nó lên được khoảng tầm vùng 30.2 và mà nó bắt đầu chỉnh cung, như vậy tuần tới dự kiến nó sẽ chỉnh về biên mục tiêu ở khoảng vùng 29.2 29.3 và vùng 29.5. Test tín hiệu thành công. Mục tiêu ngắn hạn thì như vậy là cổ phiếu KSB sẽ break vùng cản 30.5 để hướng về vùng 32 và khi nào mà break được cái vùng cản 30.5 30 thì chúng ta sẽ tiếp tục à, có những cái định lượng và phân tích thêm cổ phiếu PLC đây cũng là một mã cổ phiếu đặc thù nó chuyên về làm thảm nhựa đường đấy các anh chị ở đây thì uh, trong bản tin tuần cũ thì cũng có dự báo uh, biên chỉnh cung mục tiêu ở khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.2 và các anh chị để ý lấy là, là gần như cổ phiếu bám biên 31.2 trước khi mà nó có một lực phục hồi cản kỹ thuật thì cũng đã phân tích ở đây rồi đó là vùng 32.7 đến khoảng vùng 33 thì trong tuần vừa qua là suy <laughs> thoát lên được vùng ba 3... uh, đã lên được khoảng vùng 32.6 rồi là sau đó nó chỉnh cung thì biên chỉ có mục tiêu ở tuần tới đó sẽ là vùng 31.8 đến khoảng vùng 32 test tích lũy thành công các anh chị lưu ý test tích lũy thành công ở biên này mục tiêu tiếp theo thì chúng ta vẫn như vậy thôi ở đây là vùng 32.7 đến vùng 33 trước hết phải vượt thoát được hai cái mốc này và sau đó hướng về cái vùng ta cái thuật ở vùng 33.5 VCG cũng là một con gọi là lead của đầu tư công đó các anh chị. Đây, Biên dự kiến chỉ có mục tiêu đó là vùng 25 đến khoảng vùng 25.1 Ok có luôn Phiên ngày 5, ngày 6, ngày 7 có luôn Mục tiêu thì hướng về vùng 25.8 Và phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 16 sáu Cổ phiếu VCG có luôn target mục tiêu Như vậy là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần Hùng phân tích khá là chính xác Và vùng cản kỹ thuật tuần Thì cũng gọi là như đặt Đấy là gọi là ăn may hay là như thế nào các anh chị nhỉ Chúng ta gọi ăn may à Hay là chúng ta gọi uh, Gọi gì nhỉ Không ăn may đâu Cũng phải có cái sự phân tích đấy, đầu tư đấy đúng không ạ Tất nhiên là không thể chính xác 100% nhưng ít nhất là chúng ta đã lựa được những cái vùng cản và vùng hỗ trợ kỹ thuật chính xác đến khoảng tầm độ 70 đến 80% như vậy là theo ông nghĩ là một cái xác suất cực kỳ là tốt và tối ưu trong quá trình chúng ta đầu tư. Dự kiến tuần tới ở vùng 25.2 hai tiếp tục test tích lũy thành công vùng này, mục tiêu chúng ta sẽ ngắm vùng 25.8 đến vùng 26, break cản vùng 26 sẽ tiếp tục phân tích thêm. SCN hiện tại có lực cầu tốt, dòng tiền tốt và đang có xu hướng bắt đầu quay trở về phục hồi, à, quay trở lại phục hồi, à, những cái tín hiệu khá là tích cực. Thì ví dụ trong tuần thì cũng có dự báo là vùng 14 đến vùng 14.1 đúng các anh chị, đó sẽ là vùng gì? Tích lũy mục tiêu của cổ phiếu này. Đó thì các anh chị lựa lựa ở vùng 14 14.1 và bây giờ đóng cửa tuần là 14.6 như vậy chúng ta có biết lợi nhuận rồi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và target tuần là vùng 14.5, chính thức đạt 14.5. Ở đây là vùng cảng kỹ thuật chính vậy nên là nó cũng đã bắt đầu có cái sự dơ lắc và sideways ở đây. Như vậy tuần tới uh, kỳ vọng ở góc độ kỹ thuật thì như vậy là cổ phiếu FCN sẽ quay trở lại ở vùng 14.35 đến khoảng vùng 14.45 test tích lũy thành công thì như vậy là uh, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target của nó lên trên mù uh, vùng mười mấy đấy nhỉ em chờ ông tí vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 cổ phiếu LCG uh, lực cầu ở trong tuần vừa qua cũng uh, tương đối là tích cực Thứ nhất là điểm chỉnh cung về mặt uh, kỹ thuật thì cũng có dự báo vùng 12.7 còn điểm sâu hơn ở đây là vùng 2.5. Thực tế thì nó chỉnh ở vùng 2.7, vùng 2.8 và đồng thời thì nó cũng hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 3 3 Với động thái hiện tại nó tiếp tục bám biên ở vùng 13.3 nên tuần tới khả năng nếu ở trong gọi là trong một cái dự báo về mặt thiên hướng tích cực tức là nó sẽ quay trở về quanh vùng 13 13.1, 3.2. 13 uh, tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng này, lực cầu tiếp tục quay trở lại được đẩy trở lại thì chúng ta sẽ hướng target mục tiêu của cổ phiếu LCG lên khoảng quanh vùng 14. Cổ phiếu HHV đây cũng là một mã cổ phiếu mang cái tính rất là cao trong cái hàng ngũ đầu tư công. đó thì như vậy là mình có dự báo cái biên chỉnh của mục tiêu của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 15.3 đến vùng vùng 15.35 và thậm chí là vùng 15.4 đi Thực ra thì tuần trước đó thì cũng đã có phân tích những điểm 15.4 đó. Vậy thì các anh chị để ý thấy là đó kể cả phiên phiên giao dịch ngày 30 này, 31 này, mùng 2 này, chúng ta đều có cái biên này, đây là biên hỗ trợ kỹ thuật rồi. Thì chúng ta không nên bán nữa. Vùng này chúng ta lựa để chúng ta mua thêm và đích đến là vùng 15.9 thì tuần này là cổ phiếu này cũng đã vượt hoàn thành mục tiêu. Tức là có thời điểm là vượt lên vùng 16.1 nhưng mà đóng cửa tuần đúng 15.9 tức là đóng đúng vùng target mục tiêu. Như vậy dự kiến tuần tới vùng 15.8 hoặc điểm chỉnh cung sâu hơn sẽ là khoảng vùng 15.65. Đây nó có thể nói là nó lại lấp lại cái vùng gáp này. Đó chỉnh cung lấp gáp thành công ở vùng này. Mục tiêu ở chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng 15.9 và điểm xa hơn là vùng 16.3 đến khoảng vùng 16.5 là target kỹ thuật của cổ phiếu HHV. À, ngành bất động sản dân cư cũng là một cái sóng ngành được cá nhân Hùng Lê phân tích dự báo định hướng cho năm 2024 bởi vì đây cũng sẽ là một cái nhóm ngành rất là hay chúng ta để ý thấy rằng là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành banh đã tăng rất là tích cực ở trong năm 2023 trong khi trong 2023 thì nhóm ngành bất động sản dân cư nó không có quá nhiều các yếu tố vĩ mô hỗ trợ chính vậy nên nó cơ bản sideways đi ngang và nó tích lũy nền để nó làm tiền đề cho năm 2024 chính vậy nên trong tim của Hùng Lê và bản thân Hùng Lê thì cũng đang cầm nắm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản dân cư sell ở đây như chúng ta đã có phân tích định lượng vùng 21 21.2 đến vùng 21.4 ở đây sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu sell đồng thời thì cản kỹ thuật trên của cổ phiếu này sẽ là vùng 22.3 vùng 22.5 đến vùng 22.7 hiện tại thì cơ bản là sale vẫn đang ở một cái hành trình tích lũy sau một cái nến giờ kéo khá là tích cực thì như vậy tuần tới lại có khả năng là vùng 21 đến khoảng vùng 21.3 thôi nó sẽ có những cái động thái quay trở về chỉnh cung mục tiêu ở đây và mục tiêu thì nó lại hướng về vùng 22.3 đến 22.7 HDG sau những cái thông tin lình xình về cơ bản đúng anh chị thì Hùng đã bắt đầu phân tích một sóng lên và sóng lên như thế nào thì các anh chị có thể xem lại các cái bản tin tuần trước đặc biệt là các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu uh, HDG ở biên ở biên uh, 20 25.3 đến vùng 25.5 và sau đó thì cũng đã nâng cái target kỹ thuật của cổ phiếu này lên vùng 27 đó và sau khi mà cổ phiếu đạt được uh, target mục tiêu ở vùng 27 rồi thì Hùng tiếp tục ở trong cái tuần giao dịch vừa qua thì ông có dự báo là gì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test quay trở về test tích lũy ở quanh vùng 26.4 với mục tiêu tiếp theo sẽ vượt vùng 27.5 vùng 27.8 thì ở đây chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch ngày 5 và ngày 6 à, cổ phiếu này có cái điểm tích lũy thành công ở vùng 26.4 sau đó thì có hai cây nến giờ của phiên giao dịch ngày 7 và ngày 15 đánh khá là tích cực và thậm chí phiên ngày hôm nay 16 thì nó tiếp tục tiệm cận đến vùng 27.5 nhưng mà nó không đủ động lực để vượt qua Chính vậy nên tuần tới ở vùng 27, vùng 26.8 khả năng nó sẽ quay trở về lấp gáp chỉnh cung tại đây. Tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu sẽ bắn qua vùng 27.5 để hướng về vùng 28. để hướng về vùng 28.4. Đến vùng 28.5. Cổ phiếu HDC dự kiến biên chỉnh cung mục tiêu ở vùng 30.8 đến vùng 31 đây có luôn biên chỉnh cung mục tiêu và ở đây một cây nến kéo lên và nó lại sọc xuống thì cái đặc tính của cái con này là thường như vậy ví dụ trong phiên giao dịch ngày hai đúng không anh chị một cây nến giờ kéo lên và sau đó thì nó trả hết à, trả hết cung đó thì cây nến giờ này cũng có thể như vậy thôi và đối với những anh chị em mà gọi là hưng phấn hưng phấn thì hứng cái gì đó các anh chị đúng không ạ và chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu á đúng không cái thằng này nó chuyên môn như vậy thôi nó luôn có những cây nến giờ dốc lên và sau đó nó rũ bằng sạch thì thôi đó và chúng ta mua ở vùng ba mươi tám vùng ba mươi anh chị Hùng phân tích cho các anh chị có tận phiên ngày mùng 6 này, ngày mùng 7 này, ngày 15 này chúng ta mua đâu có phải vội vàng cây đến giờ này thế bắt đầu húc 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 không hiểu nổi. Đó. Và cái tâm lý giao dịch nó nó nằm ở đấy các anh chị, thành bại nó nằm ở đấy và đẳng cấp nó nằm ở đấy. Nam Long, ở đây chúng ta có dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 38.8 đến vùng 39.1 có luôn ở trong phiên giao dịch ngày năm sau đó thì biên cản mục tiêu thì chúng ta hướng vùng 40.8 đến vùng 41 nhưng mà trong tuần vừa qua thì Nam Long chỉ lên được đâu đó khoảng vùng 40.3 thôi và nó bắt đầu là sai với động thái hiện tại không có động lực chính vậy nên tuần tới à, tiếp tục ở biên 38.38.8 đến biên 39.1 xu hướng sẽ quay trở về đây chỉnh cung và chúng ta sẽ đánh giá thêm trong trường hợp tích cực và lực cầu quay trở lại thì như vậy là gì 40.40.8 uh, đến vùng 41 cái đã nó bứt được cái vùng này sau đó thì chúng ta mới phân tích lên vùng 42 các anh chị nhé đó, và nó phải có cái cản này, nó phải vượt qua được cái cản này thì lúc đó mới hướng lên vùng 42. Cổ phiếu KDH, à, sự báo hai vùng chỉnh cung mục tiêu, đó là vùng 30.4 và biên thứ hai là vùng 30 đến vùng 30.2 thì trên thực tế trong tuần vừa qua à, cổ phiếu này chỉ chỉnh về khoảng vùng 30.4 đến vùng 30.5 trong phiên giao dịch của ngày mùng 5 và bắt đầu gì ạ, nó có một hành trình đi đi lên target mục tiêu thì ở vùng 31.5 đến về cơ bản là hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 31.5 và sau khi nó bứt được qua vùng 31.5 thì ở đây nó bắt đầu có một cái gì có một cái đoạn sideways nó hơi 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 có cảm tưởng nó hơi, hơi 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 chẹo chẹo một tí đây thì như vậy là gì tuần tới trong trường hợp tích cực thì nó sẽ chỉnh về ở khoảng quanh vùng 31.2 còn trong trường hợp yếu hơn thì nó sẽ quay trở lại ở khoảng biên 30.8 đến khoảng vùng 31 nôm na là lanh quanh ở vùng này chỉnh cung tích lũy thành công chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng ngã kỹ thuật 32.5 đến à, 32 đến khoảng vùng 32.5 Đạt Phương cũng là một cái mã cổ phiếu có tính tạo lập uh, khá là hay trong nhóm ngành bất động sản dân cư và khi nó đánh thì nó cũng sẽ có những cái trang kỹ thuật khá là thành công. Ờ, dự báo ở trong tuần thì cũng có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 40.5 cổ phiếu sẽ quay trở về chỉnh cung và trên thực tế thì nó sẽ chỉnh ở khoảng quanh vùng 40.7 đồng thời cản kỹ thuật trên thì cũng đã có phân tích rồi đó là vùng 42 và phiên ngày hôm nay thì suy soát đạt vùng 42 tuy nhiên là cổ phiếu này cũng chưa có đủ động lực để bứt qua cái vùng cản kỹ thuật 42 chính vậy nên tuần tới khả năng ở khoảng quanh vùng 41 41.8 À xin lỗi cả nhà 41, 40.8 vùng 40.5 cổ phiếu Đạt Phương sẽ quay trở về chỉnh cung tích lũy và tích thành công ở vùng này. Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng cản 42 đến khoảng vùng 43. DG ở trong tuần có những cái lực đánh cũng khá là tích cực, đồng thời thì nó cũng test các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là thành công. Ví dụ vùng hỗ trợ kỹ thuật mùng đã có phân tích cho anh chị ở đây đó là vùng 27.2 đến vùng 27.4 test lần thứ nhất long lên và test lần thứ hai và đến phiên ngày hôm nay thì nó có một cái gáp tăng và về cơ bản thì ở đây nó chưa thể vượt thoát qua được cái vùng cảng kỹ thuật ở đây. Cảng kỹ thuật của nó là vùng 28.5 và nó lên được đến vùng 28.4 thì nó lại bắt đầu có những cây nến giờ chỉnh cung lấp lại gáp. Với động thái này tuần tới dự báo vùng 27.5, 27.6 của phiếu DG sẽ tiếp tục quay trở về đây chỉnh cung lấp gáp. Mục tiêu ở vùng 28.5 đến khoảng vùng 29. Ở nói chung khỏe, khỏe thì nó sẽ hướng lên cảng kỹ thuật 29 nhưng đầu tiên nó phải qua được cái vùng 28.5 đã. Đó. ánh Thìn sau khi chia chúng ta mãi vẫn chưa được chờ đợi một cái những cái phiên giao dịch bùng nổ khoảng tầm từ 30 40 triệu cổ phiếu trên một phiên đối với các cổ phiếu đất xanh. À, tuy nhiên trong ngắn hạn thì như vậy là đất xanh cũng đang có những cái tín hiệu phục hồi khá là tích cực. À, trong bản tin tuần thì cũng có dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 18.4 đến vùng 18.5. Thì trong phiên giao dịch của ngày 5 và ngày 6, ngày 7 như vậy chúng ta có 3 phiên giao dịch cổ phiếu test tích lũy thành công ở biên hỗ trợ đáy. Mục tiêu thì sẽ hướng về cái càng cái thuật 19.1 đến khoảng vùng 19.2 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 16 cao nhất ở vùng 19.25 bắt đầu có xu hướng lấp gáp chỉnh cung, chính vậy tuần tới nếu khỏe thì nó sẽ test ở khoảng quanh vùng 18.8, 18.9 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 18.7. Test lực đi thành công ở vùng này, mục tiêu thì sẽ hướng về cả cái thuật 19.3 đến vùng 19.5 và đất xanh thì đang mong chờ cái câu chuyện là cổ phiếu này sẽ vượt thoát ở vùng 19.5. Novaland ở trong tuần cũng bắt đầu có một cái dòng tiền uh, tích cực và có một cái sự khởi sắc hơn. Ở biên hỗ trợ kỹ thuật đã phân tích ở vùng 16.99 với vùng 17, mục tiêu thì nó sẽ công lên vùng 17.5 và hướng về vùng 18. Thì trong phiên ngày hôm nay là chính thức uh, chính thức là đạt 18 trên 18 rồi. Uh, chính thức là có cái nến giờ đạt 18 trên 18 và cổ phiếu không đủ động lực để bứt thoát qua cái vùng 18 cộng ở đây nó chưa đủ động lực để bứt thoát qua vùng 18 cộng chính vậy nên là xu hướng nó lại bắt đầu có diện những cây đến giờ quay trở về test cung chỉnh nền vùng 17.35 đến vùng 7.5 sự kiến sẽ là biên chỉnh cung mục tiêu à, tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu ở đây chúng ta sẽ hướng về vùng cảnh chúng tôi tiếp theo vùng 18 và điểm xa hơn sẽ là vùng 18.7 PDR là một mã cổ phiếu cũng tương đối là nhạy đối với nhóm ngành bất động sản dân cư và thời điểm hiện tại thì như vậy là gì? Chúng ta đang hướng cản kỹ thuật ở vùng 30 và điểm xa hơn là vùng 32. Trong tuần vừa qua, <laughs> trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó test khá là tích cực ở biên 29, tức là gần như nó sideways ở biên 29.5 đến khoảng vùng 30.5. Tuần tới khả năng sẽ còn những cái điểm test lại ở quanh vùng 29.5. Mục tiêu thì có đặt ra ở đây đó là vùng 31.5 đến khoảng quanh vùng 32. Chúng ta sẽ tiếp tục mục tiêu này. Uh, đối với mã cổ phiếu uh, tuần này thì trong nhóm ngành dầu khí cũng sẽ phân tích mã cổ phiếu Gas. Tại vì sao lại phân tích mã cổ phiếu Gas và sau đó thì cũng sẽ chuyển tải một cái bản, bản tin riêng đối với mã cổ phiếu này. Thì uh, <laughs> ở đây là một cái một cái góc view thôi các anh chị. Đây. một Góc view nó rất là đơn giản thôi, đó là biên uh, ở đây là biên 74 đến vùng 75. bảy à, 74 75. Thì như vậy là sau khi mà cổ phiếu Gas có một cái nhịp uh, lao xuống đúng không ạ? Đúng không, anh chị. Đây thì như vậy gặp cái vùng 74 75 thì như vậy GAT cũng đã đánh từ vùng 74 lên khoảng được quanh vùng 92 đến khoảng vùng 95. Ở bên cạnh cái thuật và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy này và đến đoạn này thì cũng có cảm nhận đấy. Bắt đầu có một cái linh cảm, có một cái linh cảm gì đấy là cổ phiếu GAT khả năng cao sẽ đánh. Và tuần tới thì đối với GAT các anh chị nhá, chúng ta lưu ý này, đấy ở khoảng quanh biên ở đây là khoảng nó sẽ trả cung lại khoảng quanh vùng 76. 76 thì đó, loanh quanh ở 76 và các anh chị có thể gì? Thu gom và mục tiêu sơ bộ thì từ vùng 76 mà chúng ta đánh lên khoảng quanh vùng 88 Đấy là target mục tiêu Còn khỏe hơn nếu sau vùng 88 Đấy, nó tiếp tục uh, tích lũy thành công Thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng về vùng cả 94 Đến khoảng quanh vùng 95 Đấy là target 2 Và đối với mã cổ phiếu uh, gas thì uh, khá là hay Và các anh chị có thể cân nhắc, các anh chị nha Rồi Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng Đó là nhóm ngành... Uh, chứng khoán đây là một nhóm ngành trụ lực có vai trò hết sức tích cực và nâng đỡ thị trường trong cái thời gian vừa qua và cái sự góp mặt của VN Index ở vùng 1.200 điểm chắc chắn rồi chúng ta không thể không nói không nhắc đến công của nhóm ngành chứng khoán đó là phải khẳng định 100% là như vậy rồi VCI trong tuần dự báo hai vùng chỉnh quốc mục tiêu một là 4, Hai là vùng 43 thì chúng ta thấy rằng là uh, cổ phiếu uh, trong phiên giao dịch ngày 5 thì nó chỉnh sát sát ở khoảng vùng 43.7. Đó. Và bắt đầu có một sự vượt thoát đi lên và target tuần mục tiêu đặt ra ở vùng 45 thì cổ phiếu đã đạt 45 trên 45, thậm chí có thời điểm là nó đánh lên vùng 45.5. Ở đây thì sau khi mà nó lên được uh, cái vùng 45 cộng thì nó đang có những cái điểm sideways tuần tới kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng 41.5. Đến khoảng quanh vùng 45 test tích lũy thành công vùng này, mục tiêu sẽ công lên vùng 46 và xa hơn sẽ là vùng 47. SSI ở trong tuần thì chủ đạo hình như là tích lũy sideways đi ngang đúng rồi đó thì điểm chỉ có mục tiêu ở vùng 34.6 đến vùng 34.8 có luôn ở trong phiên giao dịch ngày năm mục tiêu thì đang hướng về vùng 35.8 đến khoảng cản 36 tuy nhiên là trong tuần thì cổ phiếu này chỉ đi được đến vùng 35.5 thôi thì bắt đầu có một cái sự sai quay lững lờ ở đây bởi vì tín hiệu đường MACD thì nó đang có cái tín hiệu đi xuống ở đây như vậy thì tuần tới ở vùng 34.8 điểm chỉnh cung sâu hơn sẽ là vùng 34.6 hoặc, hoặc thậm chí là đây này cái mút nến ở vùng 30 30 mấy đấy nhỉ 34.5 đó thì có thể là nó sẽ chỉnh quay test trở về đây à, test tinh thành công mục tiêu vẫn như vậy thôi 35.8 đến vùng 36 HCL là một mã cổ phiếu chứng khoán thành công ở trong năm 2023 nó thành công ở góc độ chia này. À, chúng ta mua thêm này thì về cơ bản là rất là tích cực. Trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến biên chỉ mục tiêu vùng 26 26.5 thì ở đây là nó test đến vùng 26.4 và gì? bắt đầu có sự phục hồi đi lên. Thì sự phục hồi đi lên này thì cũng có sự kiến ở vùng 28.5 đến vùng 29. À, tuy nhiên là trong tuần thì nó chỉ mới đi được đến cái biên và là biên 27.5 thôi, chính là cái cản mà nó đã tạo ra ở trong phiên giao dịch ngày 29 cho đến ngày mùng 2 tháng 2. Thì về đây nó gặp cái biên cản tâm lý này cho nên nó lại đang lững lờ đi ngang ở khoảng quanh vùng 27 Như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở biên 26.5 đến khoảng quanh vùng 27 test tích lũy thành công, mục tiêu thì không có gì thay đổi cả Vẫn là 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 VND bắt đầu có một tín hiệu phục hồi khá là tích cực đối với em này Đánh mãi thì nó cũng phải lên đúng không ạ ở vùng chỉnh quốc mục tiêu thì nhung đã có phân tích quanh vùng 21.8 đến vùng 22 tuần này thì nó bươn lên được trên vùng 22.5 rồi và sau khi vừa thoát được cái vùng 22.5 thì nó tiếp tục vươn đến ở cái target kỹ thuật thứ hai đó là vùng 23 và tại vùng hỗ trợ tại vùng cản kỹ thuật 23 có thời điểm đánh lên vùng 23.5 ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay nhưng mà động lực nó cũng chưa thể đủ để giúp cổ phiếu này vượt thoát qua cái cản tâm lý ở vùng 23.5 chính vậy nên nó đã bắt đầu có những điểm lùi lại thì cái điểm lùi ở trong tuần giao dịch mới thì theo quan điểm của cá nhân của lê đẹp thì nó sẽ lùi ở khoảng quanh vùng 2.8 đến vùng 23 test tích lũy thành công của vùng này mục tiêu uh, tiếp theo, cản tiếp theo của cổ phiếu VND sẽ hướng về khoảng quanh vùng 24. Và đối với mã cổ phiếu VND thì Hùng đã chuyển tải thành một bản tin riêng, một cái một cái video phân tích riêng đối với mã cổ phiếu VND. Các anh chị có thể xem lại ở trên phần bản tin. Uh, Hùng phân tích khá là chi tiết. FTH cũng là một mã cổ phiếu nhạy, rất nhạy. Và cái cách đi của nó thì cũng là cái tạo lập ở T0, T1 khá là hay. Ở đây chúng ta có vùng cản kỹ thuật 50, đồng thời chúng ta có biên hỗ trợ dưới nhưng cũng đã có phân tích ở đây điểm 48 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 47 47.5. Thì trong tuần vừa qua về cơ bản là nó test tích lũy ở vùng 48 Mục tiêu ở tuần tới dự kiến ở vùng 48-48.5 tiếp tục quay trở về chỉnh cung Mục tiêu sẽ break vùng 50 và có thể có thể trong nhịp này FTS sẽ có thể tiếp tục kéo lên ở khoảng quanh vùng 52 Và cả 52 là một cản tâm lý tương đối mạnh SHS ở trong thời gian vừa qua nó uh, lình xình và nó dính dáng và nó liên quan đến cái câu chuyện là tổng giám đốc đúng không ạ uh, bị bắt này rồi là thay đổi tổng giám đốc này sau đó thì nó lại liên quan đến cái câu chuyện là uh, liên quan đến câu chuyện ở bên ngân hàng SHB nên đó sẽ là những yếu tố mà nó không được tích cực cho lắm chính vậy nên xu hướng hiện tại của phiếu SHS thì uh, trong tuần vừa qua uh, dự báo chỉnh về quanh vùng 18 để phục hồi tuy nhiên là ở đây thì chúng ta mất vùng 18. Um, trong tuần có thời điểm là nó về vùng 7.4 nhưng kết tuần thì nó lại tịp, kịp lấy lại ở khoảng quanh biên 17.9 đến vùng 8. Dự báo tuần tới uh, tích cực thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 17.6, tiêu cực hơn hoặc là yếu hơn thì như vậy nó có thể chỉnh về quanh vùng 7.4 test lại vùng đáy này lần hai. Test đi thành công ở vùng này không thủng thì như, như vậy mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng lại vùng 18.3 18.8 18.8 18.9 đây này, đây vẫn là một cái vùng cảng tâm lý. Đó, nói chung là khoảng quanh vùng 18.8 đó ở đây vẫn là một cái vùng cản tâm lý và chúng ta sẽ tiếp tục dự báo là gì xu hướng kỹ thuật sau khi tích thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ hướng lên đó VX VX ở trong tuần dự kiến chỉnh cung mục tiêu ở vùng 7. 4 đến khoảng quanh vùng 7.5 và thực tế thì cổ phiếu chỉnh qua lại ở khoảng quanh vùng 17.65 uh, Target tuần mục tiêu thì cũng đạt ở vùng 18.4 đến vùng 18.5 và đạt được mắc ở khoảng vùng 18.3 thì cổ phiếu lại bắt đầu có cái sự linh trình Với uh, với cách giao dịch hiện tại thì tuần tới khỏe thì nó sẽ test lại vùng 7.8, yếu hơn thì nó sẽ test lại vùng 17.5, 17.6 uh, Test tích lũy thành công, mục tiêu thì vẫn là vùng 18.4 đến vùng 18.5 thôi, đối với ý, không có gì thay đổi cổ phiếu AGR biên dự kiến chỉnh cung mục tiêu ở vùng 16.9 đến vùng 17 và chúng ta có điểm test kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày 5 ở vùng 17 target mục tiêu đó là vùng 17.5 sau khi mà thành công ở vùng 17.5 nếu trường hợp tích cực hơn sẽ kéo lên vùng 17.9 tuy nhiên ở trong tuần vừa qua thì nó chỉ đi lên được 17.5 thôi và hiện tại thì nó lại bắt đầu có những cái điểm chỉnh cung sideways quay trở lại tích lũy tuần tới đẹp thì nó tích ở vùng 7 1 đến vùng 17.2 Uh, xấu hơn thì có thể nó kéo ở xuống vùng 17, tức là nó test lại cái mút nến ở vùng 7 lần thứ hai Và hai uh, cái điểm test, uh, biên test như vậy, uh, test tích cực như vậy, thành công Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 17.5, xa hơn sẽ là vùng 17.9 Cổ phiếu CTS ở trong tuần nhìn chung, uh, biên hỗ trợ kỹ thuật thì cũng đã có phân tích ở đây rồi Vùng 30.5 và cản trên sẽ là vùng 32 Hiện tại cổ phiếu Sideway và như vậy với động thái đi như thế này thì tuần tới khả năng ở biên 30.5, 30. 30.7 sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở đây. nó test tích lũy thành công thì mục tiêu không có gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật 32, sau đó vùng 33 cổ phiếu này. MBS ở trong tuần lực đi tích cực và chúng ta thấy rằng là cái xu hướng là cổ phiếu bắt đầu có cái sự dâng dần lên vào vùng chỉnh cung mục tiêu thì đâu đó nếu không nhớ không nhầm thì khoảng vùng 26 khoảng vùng 26.2 thì ở đây là trong phiên giao dịch của ngày mùng 5 á, là bắt đầu nó có những cái điểm test kỹ thuật theo dự kiến đồng thời người ta ghét tuần vùng đó đặt ra ở đây là vùng 28 thì hiện tại chưa thực hiện được nó chỉ lên được đến vùng 27.5 thôi À, tuy nhiên với cách đi của MBS thì nó lại tiếp tục xây nó lại tiếp tục xây ở vùng 26 26 26.5 đến khoảng vùng 26.8 ở đây đây là những cái điểm xây khá là tích cực và với điểm xây như thế này thì như vậy mục tiêu uh, chúng ta sẽ kỳ vọng là gì uh, mục tiêu thì cũng vẫn không thể được thay đổi đâu đó là ở uh, vùng uh, tiếp tục đánh lên vùng cản kỹ thuật 28 break được vùng này thì chúng ta sẽ hướng về vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. <laughs> Cổ phiếu VDS VDS tích cực các anh chị VDS như vậy là tích cực luôn đó đối với mã cổ phiếu VDS đó, trong tuần thì đâu đó thì cũng có sự báo là gì ờ, dự báo là gì đó là test về khoảng quanh vùng 17 đến khoảng vùng 17.1 này thì nó nó trong phiên giao dịch của ngày mùng 5 nó nó chỉ test về đến đâu đó ở vùng 17.2 thôi và sau đó thì nó hoàn thành luôn cái target mục tiêu ở vùng 17.6 vùng 17.8 và tại cái vùng cả kỹ thuật này thì nó chỉ lắc ở trong phiên giao dịch của ngày 6 thôi và sau khi nó lắc ở vùng ngày 6 xong rồi thì nó tiếp tục uh, phiên ngày 7 thì nó tiếp tục có một cây nến giờ đẩy lên và thậm chí là trong phiên giao dịch ngày 16 ngày hôm nay uh, cổ phiếu lại đánh lên ở vùng 10 10 10, 10, 10 16 18.5 đây là một cái tác kỹ thuật cực kỳ hay đó các anh chị nó rất khỏe luôn 18 cho 18 tháng 6 và sau khi chạm đến cái vùng này thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu chỉnh cung lấp gáp tuần tới đẹp đẹp thì nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 7.8 đến vùng 18 đó Ờ uh, test tích lý thành công thì cái cơ hội mà để VDS vượt thoát vùng 18.5, 18.5 là rất là cao. Và thời điểm nào mà cổ phiếu vượt thoát lên được trên vùng 18.5 thì cũng sẽ tiếp tục phân tích về mặt xu hướng của mã cổ phiếu này. ORS cũng là một mã cổ phiếu được lọc và phân tích uh, cho anh chị em nhà đầu tư trong uh, xu hướng của nhóm ngành chứng khoán và đối với mã cổ phiếu này thì về cái cách tạo lập về cái cách đi của cổ phiếu này theo quan điểm kỹ thuật của hùng cũng rất là happy đó các anh chị thì như vậy là gì về cơ bản là gì trong tuần thì hùng nó có phân tích này các anh chị cứ xem lại các bản tin tuần gần nhất của hùng đi đó là vùng 15.5 đến vùng 15.6 ok các anh chị ok luôn ok luôn và luôn ngay và luôn 15.5 đến vùng 15.6 này trong phiên giao dịch ngày năm và sau khi mà tích lũy thành công thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu vượt thoát lên vùng có dự báo là xu hướng lên vùng 16 và thậm chí là gì? Sau khi mà nó xuất hiện một cây đến giờ đúng không ạ? Nó ngồi lên trên vùng 16 ở đây. Đó các anh chị nhìn thấy không? Thì ở đây nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu sideways và nó bắt đầu tích lũy à, những cái nhịp tích lũy này theo quan điểm Hùng là những cái nhịp tích lũy rất giá trị của cổ phiếu ORS. Đó và nó tích lũy thành công ở khoảng quanh biên. Bây giờ thì cũng sẽ dự kiến ở biên 16 đến khoảng vùng 16.2 tuần tới ở tích lũy thành công của vùng này và sau đó thì cổ phiếu sẽ ngắm lên cái target tiếp theo của cổ phiếu ORS ở khoảng quanh vùng 17 và tích cực và cơ bản tốt thì nhóm ngành chứng khoán nó có rất nhiều các mã cổ phiếu các anh chị có khoảng mấy chục mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán tuy nhiên cũng chỉ lọc ra một số các mã cổ phiếu như vậy để giới thiệu đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc nội dung của bản tiết tuần thì về cơ bản các anh chị chúng ta sẽ nắm lại sơ bộ một số các cái ý về mặt kỹ thuật và về mặt chỉ số VN-Index ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu tâm đến một cái biên hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng đó là vùng 1195 1200 đến vùng 1205. Đồng thời thì chúng ta sẽ lưu ý đến một cái một cái vùng vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu À, xin lỗi cả nhà vùng cả kỹ thuật của chỉ số vn index ở trong tuần tới đó là vùng một hai một năm đến vùng một hai hai mươi và trong trường hợp nếu như uh, gọi là trong một cái xu hướng tích cực và mọi thứ đúng theo cái cái tọa độ mà hùng lê tính toán thì như vậy là cái target ba ở biên vùng một hai năm đến vùng một hai ba mươi sẽ được chào đón ở trong tuần giao dịch thứ hai của năm mới và với cá nhân hùng lê kỳ vọng thì À, chúng ta sẽ hướng đến cái target kỹ thuật này, đó sẽ là một trong những cái uh, một, một 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 trong những bước tiến uh, tích cực và rất là hồ hởi phấn khởi của thị trường sau một cái uh, kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Và đồng thời thì các anh chị lưu ý là uh, chúng ta có hai cái diễn đàn, các anh chị chúng ta có hai cái diễn đàn đó là Hùng Lê chứng khoán và kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì nó đã quá quen thuộc với anh chị em nhà đầu tư rồi mỗi tuần sẽ có một bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và trên kênh hùng lê chứng khoán mỗi ngày sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số dung của thị trường đồng thời các mã cổ phiếu mạnh các anh chị các mã cổ phiếu mạnh các mã cổ phiếu tiềm năng sẽ được hùng up lên trên kênh hùng lê chứng khoán Bản tin phân tích tuần đến là hết và nhân dịp đây là bản tin tuần đầu tiên ngày đầu xuân năm mới, kính chúc toàn thể anh chị em nhà đầu tư, cộng đồng, đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc và các anh chị em nhà đầu tư đang ở nước ngoài. Chúng ta có một cái mùa xuân mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúng ta sẽ kỳ vọng năm 2024 chúng ta sẽ đại thắng ở trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích và cập nhật tiếp theo.